Thưa quý vị, Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La là bệnh viện hạng 2, mỗi năm thực hiện khám chữa bệnh cho khoảng 70.000 lượt người bệnh, điều trị nội trú 16.000 bệnh nhân, phẫu thuật từ 2.000 đến 3.000 ca. Bên cạnh đó, bệnh viện đã liên kết với nhiều bệnh viện tuyến trung ương giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật có chất lượng cao ngay tại địa phương. Thực hiện chương trình ký kết hợp tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật trong khám chữa bệnh giữa Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu và Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương đã thực hiện nhiều kỹ thuật cao như đặt nội khí quản cho trẻ sơ sinh, nhi, cấp cứu sơ sinh, đặt catheter tĩnh mạch rốn, chọc dịch não tủy, viêm cầu thận cấp, viêm màng não, vàng da, nhiễm khuẩn sơ sinh. Qua đó đã có hàng nghìn lượt bệnh nhân được thăm khám, điều trị ngay tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu. Lượng bệnh nhân nhi đến đây khám khá là đông từ phía Mộc Châu cũng như là các khu vực lân cận khác với sức trẻ và với kiến thức của mình cùng với sự phối hợp với các bác sĩ tại khoa nhi và các bác sĩ khác trong Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu thì tôi tin rằng chúng tôi sẽ có thể mang đến cho bệnh nhân, mang đến cho người dân ở đây như cơ hội được điều trị, cơ hội được tiếp cận với những phương pháp mới, những phương pháp hiện đại nhất. Bệnh viện huyện Mộc Châu là tuyến huyện đầu tiên của tỉnh Sơn La thực hiện mô hình khám chữa bệnh từ xa telehealth. Bệnh viện triển khai hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Việt Đức, Bạch Mai, Viện E. Sau gần 2 năm thực hiện mô hình, đã có nhiều ca bệnh phức tạp được các bác sĩ hội chẩn thống nhất phương án điều trị và cứu sống bệnh nhân kịp thời, không phải chuyển lên tuyến trên, tiết kiệm được thời gian, chi phí. Tôi thấy khám bệnh từ xa thì đem lại cái cho gia đình tôi là thứ nhất là cái kinh phí là tôi không bị mất nhiều. Tư vấn cho bệnh nhân rất là chu đáo, tỉ mỉ để đưa ra các cái phác đồ điều trị của mình để mình về mình suy nghĩ để mình đem lại cái hiệu quả tốt nhất cho mình. Việc thực hiện các chương trình chuyển giao kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn, giải quyết chuyên môn, đào tạo cho các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu là cơ hội rất tốt giúp người dân được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật có chất lượng cao ngay tại địa phương. Hiện nay chúng tôi đang tham gia các đề án của Bệnh viện Vệ tinh, rồi đề án 1816 để đào tạo và chuyển giao gói kỹ thuật cho đội ngũ y bác sĩ. Và chúng tôi hiện nay thì đang có được ký kết với hai bệnh viện, đó là Bệnh viện Nhi Trung ương, là có một bác sĩ làm về việc thời gian 24/24 tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, và Bệnh viện E Trung ương là hiện nay là đang hỗ trợ chúng tôi một bác sĩ chuyên ngành tim mạch sẽ làm việc trong thời gian là các ngày cuối tuần là thứ 5 và ngày thứ 6. Và hiện nay thì chúng tôi đang có một cái dự án JICA thì có một cái tình nguyện viên người Nhật cũng đã đến đây làm việc, và hiện nay thì các đồng chí đấy đã đang điều trị và triển khai được cái rất nhiều kỹ thuật mới, và đặc biệt là chuyển giao được kỹ thuật về cái công tác phục hồi chức năng cho các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu. Trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu tiếp tục mở rộng liên kết với các bệnh viện tuyến trung ương để hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ, góp phần cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.